Chào anh em nhá. Hôm nay lại giới thiệu anh em món cá nheo nấu chua anh em, ngon lắm, đã đời. Chất lượng. Đấy. Cũng phải làm tí rượu thì nó mới ấm cúng được. Thì nó thơm một thiếc này. Rất ngon nha mọi anh em nhá. Đây anh em ơi. Ui, trứng ngon, hấp dẫn chưa? Trứng cá nheo đấy. Mời anh em tí rượu nhé. Đây anh em ơi. Cá này rất hấp dẫn này.